Ờ, dữ lắm à. Cá lóc anh ơi. Để cá lóc kìa. Ờ, vô con tôm nữa. Quá trời gô cả nhà, quá trời luôn rồi. Cái này, cá lóc mình cũng vô. Làm cái gì ở dưới vậy cả nhà? Không biết kiếm cái gì dưới, nằm dưới á. Mình xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tư Tèo Vlog nha. Lời nói đầu tiên cho người chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe và luôn bình an. Này gà xử đám chè này cả nhà. Về làm cái chai xù. Chè này cũng chưa có già tới anh ha. Nhưng mà được rồi. Đốn làm cột hay sao? Làm nguyên cái sườn luôn. Thì hôm bữa lột cái nhà sau của ba xuống nữa nha. Thì thấy tôn cũng còn có một số nó lành. Rồi thấy vậy thôi tèo ra đốn ít tre về làm cái chạy xuồng, mà cái chiếc xuồng nhỏ của tèo á. Nghe che nắng đỡ, che nắng và mưa đỡ cái mùa mưa này nè. Thì cái tôn nó thì nó cũng mục rồi. Thì đốn tre nằm về làm đỡ đi. Ví dụ tôn nó hư thì cái xuồng tre nó cũng hư, khi nào nó hư thì mình sẽ làm lại cái chạy xuồng khác. Chứ tôn nó giờ mình lột xuống thì bỏ thì uổng quá. Chạy xuồng thì mưa thì không sợ, chỉ có sợ nắng nó hơi lủng chút xíu, giọt chút cũng mưa thì cũng sợ. Mưa mình làm có cái chạy mưa khỏi tắt nước. Nó hứng mưa lại. Không có cái chạy thì mưa lớn thì phải thủ tát ra cả nhà. Anh đốn mà cây sứa đó anh. Che này che gì? Che sim chắc hơn che tàu phải không? Chắc hả? Bộ che này năm trước Út Liễu cắt nhà đó cả nhà. Thì che già nhiều lắm ha. Thì cho Út Liễu chặt đem về nhà để cất nhà là mình đóng cừ dưới cái cột trước cả nhà. Mình đóng cừ mấy cái lỗ cột á cũng nhiều lắm. Giờ thì chỉ có chừa là những cái cây tre non á, mà bây giờ thì cũng hơi già già chứ cũng chưa có già hung, nhưng mà mình cũng xài được rồi cả nhà. Cho nên ông xã đi kiếm đi cưa chắc cỡ 4 cây đủ không anh? 4 cây không? Mình chỉ làm cột thôi ha. Cột thì hết 6 cây rồi, đòn tay nữa. Ở nhà mình cũng còn cây đó hả? Cây đó mình chỉ làm kẹo thôi. Không làm đòn tay nữa. Chèn làm cột được rồi. Đúng bên đây mà chó hàng xóm cũng sủa nè. Con nhỉ, giống chuột vậy. Sứa luôn dễ gốc hả? Ăn cưa ra đây em gốc cho. Thôi để anh gấp luôn chứ. Em gấp làm em không nổi đâu. Cái khúc đọt còn lấy được không? Được. Mình lựa khúc gốc mình làm cột ha.
Tre này đó ba trồng cũng lâu lắm à. Lâu hơn trồng hơi thời vậy. Trồng hơi thời như là nhỏ rồi. Trồng để dành xài cái này. Hồi xưa là cái này đâu có cái bờ này đâu. Hồi xưa là cái kinh này nè. Nó luôn còn lúc trên nhà mình luôn. Hồi xưa ba trồng bằng ruộng phải không? Rồi cái bờ này nè, sao rồi cơi lại rồi đó là bằng ruộng. Sao rồi cái giá thùng, gà thùng á, đất á. Lên đắp cái bờ đây nè, cái ba xà lở ba lấy tre ra trồng. Tới giờ luôn, hồi đó nguyên hàng luôn, nay dài bánh luôn. Mình phá mấy bụi vậy. Rồi mình phá một bụi mình làm dàn bầu đó. Gốc đỡ vậy thôi hả? Gốc đỡ rồi nữa mình gốc sạch lại. Cây nào cho sạch cái đó vậy. Nánh tre đó thả vàng đâu gồng được ha. Nó cây này nữa dư mình đang thả vàng bạc. Đâu bỏ đâu. Cây này đâu có làm đồng tay được. Cái đọt đó hả? Ừ. Không làm gì được hả? Cây này nó nên thả vàng bạc với đồng tay. Đồng tay chiều dài tới 5,5 m đằng cây này đâu có đủ. Nãy giờ thì ông xã mình cũng cưa xong rồi cốc mấy cái nhánh ra nha nha. Gốc đỡ đỡ thôi. Bây giờ ông xã mình sẽ gốc kỹ lại, gốc sát vô. Đủ chưa anh? Đủ rồi đó. 6 cái cột, 3 đồng tay. Dư cái mấy cái đọt ha. Sau khi em xã hội chặt xong tre cả nhà thì hai chồng cũng vô cho bò ăn ha. Thì ông xã hội cũng có đặt cái 12 cái ngục ở trong vườn. Nãy cưa nó dấp cái nó sóc cái lưỡi cưa vô té nóng nó đổ. Nó lòm nè. Trời đất ơi. Mà không sao cũng cho máu. Nó đỏ. Sao hội anh bị rồi. Này mình đặt mương nhà. Đặt chuyển qua cái này. Đây là anh. Đây hả? Thấy là cái điều hành vô. Ôi, vô tôm, vô tôm. Cái này mình thả tôm mình nuôi giờ thu hoạch nha cả nhà. Có cá phi ha, cá điều hồng ha. Tôm nó kẹt càng nó bỏ càng luôn kìa. Sức càng luôn đó. Ừ. Kẹt vô cái đó đó. Em lại nay cầm nắm xô bên đây. Đặt bắt con nào bự về ăn. Đây kìa dần bỏ anh. Kẹt càng đẩy uổng. Đẩy càng hết biết rồi ha. Cái con tôm mới lớn mà càng mới lớn dữ vậy chạy. Hàng xanh mà, hàng xanh này nó vậy đó. Biết cái lột nó thấy mềm mềm á này. Cái càng cứng nhắc nè. Trời ơi càng này, giờ gãy ngang lây luôn, gãy ngang cái bắp luôn. Ồ. Cũng càng luôn. Cái đầu bên kia thấy quậy đục ngầu luôn nè. Cái đường hồng mới lớn đó cả nhà, em tránh anh em đặt lại. Cái đường hồng này để lại không? Chắc khả quá. Em tránh anh em. Rồi em đặt gãy cái cây luôn rồi. Thôi được, thì thấy làm như có con cá điêu hồng luôn. Con qua được không? Đang đi sao? Được, có cá dính được. Em đứng nghe chân cho em á. Ôi, cái hồng nó bự quá. Ồ. Túi cái chê luôn cả nhà. Cái nó không lớn cả nhà. Luôn cá lau kiến chào. Cá lau kiến nữa hả? Cái gô nữa kìa. Cái ảnh hưởng cái mương sâu rồi. Ngon cả nhà. Mương sâu mà nuôi cá chê nó không lớn.
cầm cầm cái cho đổ hết lưa vô luôn những hầu lên lự á. Ồ nặng quá. Thấy cá chê không? Cá chê mương tèo làm như nó đông á. Đông cái nó không đủ màu với con cá nó không được bự. Đặt cái mấy cái? Đặt cái đầu kia nữa. Đầu nó cá. Ở cái cuối mương nhà ông xã có đặt một cái nè cả nhà. Cái này chắc có lậu rồi. Vô lại thấy nó tung. Tung tung tung. Ờ cá lóc anh ơi. Thì cá lóc kìa. Ờ vô con tôm nữa. Quá trời gô cả nhà, quá trời luôn rồi. Cái này cá lóc nó vô. Cá lóc nó tung. Gì hả? Hai con luôn. Ôi tép bạc nó gì kìa? Tép bạc cá cóc. Ôi tung quá trời, tép bạc nó chết gì vậy? Quậy quá. Tép bạc vô cái nào. Vô được hai con tôm cả nhà. Này, ok sao bên sỏi nha. Vô con cái gù đầm á. Rồi, xách lên. Này cá lóc. Cá lóc mà không bự, vô rồi không. Còn đầu này nữa hả? Đi lại đầu này coi. Em dở nó coi hên. Gầm nè. Wow. Vô cá chê hồng luôn. Ủa cái đầu nãy có cá chê phải không? Ô tép bạc hả? Ờ đầu nãy có vô cá chê nữa. Quên câu vậy. Rồi đổ nay được con cá lóc nữa kìa. Dạ. Yeah. Con cá lóc rồi. Rồi tép nó vô nó ăn banh miếng tép chê. Ừ. Cá chê thấy tép khoái lắm. Cá chê nó bự rồi đó anh. Cá chê này đẹp quá ta. Ừ. Em về mình nuôi không? Nuôi quậy buộc banh cái hồ anh luôn. Cái hồ anh nhỏ. Cá chê thấy đẹp ha. Cá chê nuôi là nó quậy lắm cả nhà. Quậy đục nước hết trơn. Có tép bạc. Cái này chắc sạn lấy đủ ăn thôi. Còn nhiều thả thôi. Ừ. Cái cá phi của tèo á, nuôi chung cái điêu hồng nó lai cái điêu hồng hết trơn cả nhà. Lai. Bây giờ nó hồng hồng hết trơn. Nó bị hồng hồng à. Đổi sách đi, để cái lóc không kia. Trời ơi, con cá chê hồng này nó no cái bụng anh ơi. Vô nó ăn tép đó. Mèn đét ơi. Ăn tép nó no một bụng luôn. No cái bụng hết biết rồi. Bây giờ rồi con cá điều hồng đó bắt không? Đâu? Đó đó. Thả luôn đi. Kiếm chỗ nào đổ cái hầm nữa. Xích lại nè. Bắt chắc bắt cá phi quá anh. Cá phi bắt đi. Hầm lại trước. Để chết. Phi à. Trời. Ô, nhảy quá trời. Ủa anh mới giục con vậy? Cái đường hồng. Dạ. Yeah. Em giục cá phi vô xô. Thả lại cái nha. Thả giục qua đây. Trời ơi, trời ơi, khói luôn nè. Gạch đỏ nè. Đó là Huy thích lắm ạ. À. Đây con gạch khói nữa nè. Nè bắt con cá lau kiến luôn đi. Dạ. Yeah. Ờ. Trời ơi, nó cạp bếp. Râu ghia vậy không còn hết trơn cả nhà. Nè. Thảy xuống cho mọi cái chê đi, thảy xuống luôn đi. Ừ. Nè, mấy cái cô Phi này nó lai cái đường hồng luôn, nó hồng hồng ở trên. Đấy, thả cá này lại nè, cá cóc nữa nè. Có còn sống không? Rồi. Thôi. Còn sống. Sợ thả nó chết á. Nó còn sống. Sống không? Cái cô Phi lùm hết. Ê. Lùm hết. Cái lóc nhỏ nhỏ thả lại luôn ha. Ừ. Thả nhỏ đi. Con cá này cá chì trắng nè. Cái nào chê trắng? Cái này cá chê trắng. Con cá lóc này cũng nhỏ nữa nè. Ôi. Cá chê trắng này không dám giỡn nữa đâu. Nhỏ một thả. Bắt cá lóc bự.
gù cá lóc lại tép vô được mấy cái bạc nó quần banh cạnh trên cạp gâu kia vậy. Tép này vô sao thì còn sống. Cái này chơi phi đấy anh, chơi phi không à, được con cái chơi trắng nè, cái chơi trắng bắt lại ha. Ừ, bắt ăn con cá chi trắng là nó khác cá chi phi nha cả nhà, dễ phân biệt lắm, khó vậy. Này cho cả nhà phân mà coi cá chi trắng cá chi phi nè, cá chi trắng là nó không có bông nha nè, cá chi phi cái da nó đen nó bông bông, còn cái chi trắng là nó trắng, nó trắng vậy nè, chi trắng này nó không bự, nó còn gâu vậy. Cá chê vô có lú thì no màu luôn. Em ơi, con này cá chê hồng có màu lớn ra nè. Hả? Không biết đâu. Nó màu lớn. Ha. Ủa sao nó hết màu hồng mà? Ủa sao dưới nước màu hồng á? Sao lên đổi màu rồi? Màu trắng. Bắt luôn không? Thả đi. Mấy cá chê này thả đi. Ốc ốc gì vậy? Ốc pháp. Ốc pháp nè, ốc này ốc bu nè. Mấy dép là đất nha. Cái sặc đồng hai cái chê đi. Nhiều cũng đủ ăn nè. Cái chê thả ra. Mương nhà kẹt mồi để ô, cái mày hai cái ngục xuống đặt cả nha. Bỏ nó chị chưa. Dạ. Đủ ăn nè. Đủ ăn là dư luôn. Vừa mấy tôm ấm ha. Cá này giống bữa hồi vụ trước mình thả cái cua dâm ha. Ừ. Rồi, về thôi. Đổ xong rồi có cá có tép mình để buồn ngót về nấu canh ăn cả nhà. Mình cho cả nhà nhẹ nhẹ nữa nha. Cái này tèo thổi chèn nhạc vô. Vừa bé buồn ngót mà có nhạc sơm. Vậy tết thôi cả nhà, hạn chế dính bản quyền. Bên đây quá nhiều luôn nè anh. Bụi này hết biết nha cả nhà. Bé bụi này nữa nè. Bụi này đủ 100 người đó. Anh qua đây bẻ đi. Cây dừa mưa xuống tốt quá trời ha. Bây giờ xong công việc ở trên, gia đình Tèo chuẩn bị làm cơm nha cả nhà. Chào cả nhà. Chào cô chú. Chào cô chú. Vừa quên review cá cho cả nhà xem nha. Thì cũng đã mần nè. Nhiều cá nè. Này là cá chê ha. Cá gù phi, cá lóc, cá sặc. Cá lau kiến nữa. Bỏ đi. Mớ này thì mình sẽ muối xả chiên nha cả nhà. Còn này tôm nè, tép nè. Bánh dĩa để đây nè. Tôm, tép với cá lóc ha. Mình sẽ nấu canh ra bột ngót, bằm xả tỏi ớt nè, chút xíu nữa mình ớp cá mình để chiên nha. Tháng mưa ăn bột ngót ăn không kịp luôn bột ngót, cái đám lan ở đèo bữa nay phải lan á, quá trời đọt nữa kìa. Anh ương gì đó lên chứ anh? Anh mới ương à. Chưa đâu, bữa nó anh dài bữa. Anh ương cải ngọt với rau dền. Con thấy nó màu. Với tỉa rau muống à. Dưa hấu với đậu đũa. Còn cái đất trống nó làm gì? Mình chưa suy nghĩ ra trồng gì nữa. Ương cải ngọt rồi trường clip anh... lại đi rồi mình nhổ mình trồng ha. Đâu có anh ương cải ngọt là anh ương lặng nữa anh nhổ anh trồng á. Ừ, làm như trồng một clip. Trồng một clip cải ngọt. Trường clip không á trồng á. Thì dọn vòng vòng để kiếm chỗ nào tỉa đâu mớ đậu bắp nữa. Thì trồng đậu gồng. Anh
ở đây một bằng xả cỏ ớt để vô luôn ha, cho bột ngọt với muối nè. Mình sẽ ốp cá nha, mình để đây chừng 15 phút mình phải chiên chín thấm. Cá ớt cũng thấm này ha, bắt chảo dầu lên để cá mình chiên hai lần. Ở đây mình có bắt ít nước nha cả nhà, cũng sôi ha, mình cho gia vị vô, hạt nêm nè, với bột ngọt, với chút xíu đường nha. Ở đây để tôm với tép nè, với cá lóc vô, mình nấu canh bột ngọt ha. Chiên cũng được rồi cả nhà, giờ con nào được mình sẽ gấp ra nha, đủ bớt dầu. Đây, giờ chiên cũng được hai dĩa nè. Bây giờ mình sẽ để bột ngọt nha, bột ngọt này mình rửa nè, có bóp dập dập cho nó ra nước ngọt. Tối mình cũng nấu vừa đủ ăn ha, chút xíu nữa nó sẹp xuống. Canh cũng chín nè, cho một ít tỏi phi vô cho nó thơm. Cho một vài nước gato nha, mình nước gato mình sẽ để rắc tiêu lên. Tôm múc canh ra mình sẽ rắc một ít tiêu lên ha. Dạ, bữa cơm gia đình Tèo đã chuẩn bị xong, thì mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình Tèo nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Mời cả nhà dùng cơm nghe. Cảm ơn bà nội, cha, mẹ, mua chứ ăn cơm. Con tôm cho Thảo Quy, con tôm bự cho bà nội đi. Để con lột cho. Lột không? À, con để cái dĩa đi. Con để cái dĩa cho nó nguội đi, nó nóng lắm. Còn nóng lắm. Để cái dĩa đi con. Nóng lắm ăn gì được. Rồi, ưu tiên cho bà nội nè với hai bé. Rồi để đi rồi nguội mình lột ha. Con nhỏ con, con nhỏ. Trời ơi. Con chú hai đó. Con lầu kiến. Con chú hai lầu kiến. Mẹ ăn cơm không? Không? Để đi con, để cho họ qua ăn đi. Cho ăn cơm không? Hả? Con để đi. Con ăn đi con. Mà cả nhà nghe ăn cá lóc muối xả chiên. Có ba ăn tôm mà ba bà cháu ăn đi. Từ lúc càng nè. Cá gô đi. Mà cả nhà ăn cá rô muối xả chi nha. Chết hả? Cảm ơn bếp. Đừng muốn nó canh nó ngọt. Con chó nó ra đó à. Cho nó đi chơi đi. Cho nó chơi ngồi đi tắm rửa rồi. Tiểu Bạch vô con. Tiểu Bạch vô. Trời kìa mẹ. Tiểu Bạch vô nè, Tiểu Bạch. Bữa hổm á mắc cười. À đi ra đây nè. Cái xong á có cái bao hơi trắng trắng. Cái nằm trời 15 gram rồi mà Thảo Quy kiếm hoài không thấy con chó. Cái kiếm hoài đi ra đi vô đây nè. Mẹ ơi sao nãy giờ nó chỉ ra đi vô nó mất tiêu rồi. Muốn khóc luôn. Cái muốn khóc luôn cái em nói để mẹ đi kiếm tiếp. Đi ra kêu Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Ngóc cái đầu lên nhìn thôi à. Ủa sao cái bao trắng sao nhúc nhích vậy? Cái nó Thảo Quy ơi, Tiểu Bạch đây nè, Quy ơi, chạy ra ôm vô. Đi ra chơi xong rồi cái thấy bao im nằm luôn cả nhà. Mà nó màu trắng, cái bao màu trắng nữa. Thảo Quy nhìn đâu ra. Tưởng mất tiêu rồi, tưởng ra lộ á, sợ ra lộ á. Chạy vô à. Em kêu nhẹ thôi, chạy vô. Kêu cái chạy vô nằm.
Nước lột càng nữa. Nãy đi vẽ vùng ngó cũng có nhạc, giờ cũng nghe nhạc đấy nha. Bữa nay Tèo không có chèn nhạc không nha. Nó gắn nhà của không biết, không biết. Nó của nhà Thím Năm á. Thím Năm lâu lâu Thím Năm mới hát. Thím Năm á. Đấy ăn đi con. Lột cho nội nè. Ăn đi. Càng nổi xíu rồi lột cho bà nội nữa. Thì nhỏ xíu thì nãy ăn đi. Nãy ăn cho bé vui nè. Cái gì ở dưới vậy nha, không biết kiếm cái gì dưới là nằm dưới đó. Nghe nói cơm nổi cơm bự rồi hả? Rồi là mang cái nhà ăn cơm nha. Dạ. Mẹ cho cái càng nè. Mẹ có được cái càng nè. Ăn cái càng bư cho dữ lên. Wow. Cả nhà ăn cơm nha. Có một con cơm bự chế hai lột cho bà nội rồi cả nhà. Nó nấu canh cá lóc ngon quá. Cái nước của tôm nữa nè. Nó có ngon sao đẹp. Có cái chòi cắt xong rồi không nghe nóng nữa ha, thấy béo quá, mình không có nóng như dưa nữa nè. Hồi chưa hợp đặt ở chai xong rồi xuống dưới luôn, xong trong bếp luôn. Bây giờ là trong đó bữa nào thì nắng cũng còn nóng, nghe nó nóng thật thật. Nhà có ngoại chẳng nóng như cái bếp cũ mình. Cái chua hầu chỉ không nóng. Còn kẽm á, còn kẽm chứ đâu phải tên lạnh đâu. Cái nhà sau là tên kẽm á. Nóng chịu không nổi luôn. Ở nhà bếp nó cũng thấp nữa. Chè ngon. Dài. Cái muốn nhẹ nhẹ gì chị ăn vậy nha. Nguyên tôm hay không? Dạ. Thôi tụi mày ăn mà cái gì ngon rồi để sau cùng. Trăng miệng. Hai con nhỏ á. Hai đó á. Con ăn á, cái con gọi ngon cái anh chừa. Mà lúc đó bé Út còn nhỏ mẹ. Ừ. Nhỏ xíu luôn, cái con rồi bé Út ăn vặn bé Út gọi qua chung con. Ừ. Cái con cho luôn. Dớ rồi. Bé Út còn nhỏ là bạn dớ. Bị danh ba mồi mà không nhớ nữa. Bữa cơm gia đình Việt cũng đã xong. Mình xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay gia đình Việt nha. Mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Giờ mình chào cả nhà. Chào cả nhà. Con chào cô chú.